Hello, xin chào các bạn. Đây là toàn bộ khung cảnh khu vườn phía trước của nhà mình các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ đi thu hoạch rau bí và thêm mấy loại rau quả khác. Bây giờ mời các bạn cùng đi thu hoạch với mình nhé. Đây là những cây bí ngô ở bên trái phía trước nhà các bạn ạ. Lên rất tốt rồi. Bây giờ mình sẽ đi thu hoạch lá và ngọn, sau đó sẽ ra vườn sau thu hoạch tiếp các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cắt bí ở vườn trước. Mình cùng với lại em gái cắt bí các bạn ạ. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sang phụ với anh trai để cắt bí, làm bí đây. Rất là nhiều, bí rất là non và mỡ màng lắm. Đây mình sẽ cắt bí nhé. Ngọn bí đấy các bạn. Non ơi là non. Cũng phải cắt bớt lá non đi thì nó mới lên được bí. Bây giờ nó đã tốt như này thì cứ một tuần cắt một lần. Toàn ngọn là ngọn thôi. Các bạn nhìn xem, mỡ màng không? Rất là ngon. Một tí thôi mà cắt được nhiều chứ các bạn. Cái này mua ngoài mắc lắm mà cũng có luôn á, nhiều khi cũng có. Cũng mua không phải là dễ đâu. Cái ngọn bí này rất non các bạn ạ. Mà ở bên đây đấy, các bạn có muốn đi mua ở cửa hàng đấy cũng không bao giờ có nhá. Siêu thị họ không bán rau bí các bạn ạ. Mà không được non như này đâu, có bán thì cũng không được non như này đâu. Họ trồng ở bên đây, đại đa số là họ trồng để lấy quả các bạn ạ. Một lần thu hoạch này phải là mấy hộ cùng được ăn, mấy hộ cùng được xào. Cắt bớt lá già đi các bạn ơi. Này, có một góc ở phía trước được nhiều chưa? Và lúc này khi thu hoạch ngọn thì mình cũng phải cắt bớt một số các cái lá già đi cho bí nó tốt các bạn ạ. Còn đây là khu vườn sau các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cắt rau bí ở vườn sau các bạn ạ. Đấy. Sao đây? Ngon lắm này. Nhiều hết. Đang ăn.
rất non các bạn ạ. Ngọn ngọn thôi. Đúng rồi. Ngọn to mình cắt bé mình đây. Thì ngọn phụ cũng được cắt dài vậy mà. Ừ. Cái phần non non tí thôi nhé. Đấy. Chứ không phải như ngoài tiệm đâu, tiệm mà người ta ngó cắt như này đâu, người ta cắt rất dài hơn cơ. Những cái lá già tiệm mình cũng cắt luôn đi các bạn ạ, để cho cây nó phát triển. Lá già này mình cũng phải cắt bớt đi các bạn ạ. Đấy. Cắt bớt đi thì nó mới nhanh ra ngọn khác các bạn nhé. Thích chưa các bạn? Còn ngọn thôi đấy. Hái một tí thôi là một nắm tay. Đây. Đó, này, ngọn này. Thích chưa? Mập ơi là mập. Bỏ bớt một cái. Giòn lắm. Cái này có hái không? Cái này chắc phải chỉ mấy ngày nữa là được rồi. Cắt đi, cắt luôn này. Cắt đi thì nó mới phát được ra nhiều ngọn khác. Cắt đi này thì nó lại mọc ra những cái phần ngọn khác nữa. Đúng rồi. Đó. Dành đâu để mấy cái lá già đi này, cây nó không phải nuôi. Đây. Các bạn ơi, đây là rổ rau bí thu hoạch ở vườn sau đây. Đấy, các bạn thử hình dung ra xem nhé. Nếu như ở Việt Nam mình một bớ rau bí nó cũng chỉ to thì nó chỉ bằng đây. Các bạn ơi, to thì bằng đây. Trong khi đó cái chỗ này của mình, riêng cái chỗ này của mình đấy cũng phải là hàng chục mớ, mới trong cái hàng chục mớ nữa là 20 mấy mớ, nên xào một lần như này mấy hộ được ăn thoải mái luôn. Cả nhà ăn. Đấy. Thu hoạch rau bí xong, tiện thể mình cũng thu hoạch luôn mấy trái dưa chuột này các bạn ạ. Cắt nó đi để cho cây nữa phát triển. Trái dưa to chưa? Đấy. Một trái này. Đấy. Cây thì bé tí các bạn ạ, trái rất to. Đấy. Bây giờ mình cũng phải cắt nó đi để cho nó còn nuôi những cái trái nhỏ bên trên các bạn ạ. Các bạn nhìn thích không? Đấy. Dưa sạch luôn các bạn nhé. Các bạn ơi, đấy. Dưa leo thu hoạch ở vườn nhà đấy, nhưng mình vẫn phải rửa nó đi các bạn ạ. Bởi vì là nó có bụi hoặc là con ong hay là ruồi nó đậu vào, thành ra là vẫn phải rửa cho nó vệ sinh các bạn nhé. Đấy. Xong, bẻ ra cho mỗi người một miếng tươi ăn tại vườn. Này. Cảm ơn. Chú Sơn. Cảm ơn anh. Chị Hương. Anh. Đây của anh đây. Ăn chung. Ngọt lắm. Ngọt không? Ngọt. Mời các bạn thưởng thức dưa chuột tại vườn của nhà mình nhé. Tươi ngon luôn. Nhà đấy. Ngon lắm. Hai cái này nó ngọt hẳn. Vừa vặt ra. Vừa vặt ra ăn ngay rất tươi ngon. Mà cái này là giống dưa Việt Nam mang sang các bạn ạ. Hạt dưa của Việt Nam mang sang đấy. Thành ra nó rất thơm. Là dưa lép. À, thơm lắm. Thơm ngọt giòn. Thích thật. Cháu bí đây các bạn ơi. Đấy, mình sẽ ngồi ở dưới gốc cây để nhặt cháu bí cho nó mát các bạn ạ. Ngồi ở chỗ gốc cây thì nó mát. Em ơi, dưa leo đi em ăn đi. Này. Các bạn nhìn không? Hai rổ rau bí nhá. Đây là một rổ này. Đấy. À, đây một rổ thứ hai này.
cực nhiều luôn, nhiều gấp rưỡi rổ thứ nhất. Bây giờ cả gia đình sẽ nhặt rau bí các bạn ạ. Đấy. Mình sẽ tước rau bí các bạn nhé. Các bạn nhìn mình tước này. Các bạn bẻ hơi cong cái thân bí sang một bên thì nó sẽ tước được những cái sơ rất dày như này. Còn nếu các bạn bẻ nó không sang một bên ấy thì ăn rất dễ bị sơ. Đấy. Tước rau bí này nó cũng đòi hỏi rất là nghệ thuật đấy chứ các bạn. Đấy. Tước mà không sạch thì ăn nó rất sơ các bạn nhé. Đấy. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đấy. Tay bí này rất non các bạn nhé, mập lắm. Tay bí xào ăn rất giòn các bạn ạ. Lá non các bạn ạ, để đấy. Năm trước nữa mình cũng đăng một cái video thu hoạch bí vườn nhà và nhặt rau bí để xào rồi các bạn ạ. Đấy. Năm nay là mùa rau bí có đông anh chị em và các cháu, thành ra là mọi người cùng nhặt và đều thưởng thức vui vẻ. Ngọn non đấy các bạn, bí này là sẽ xào tỏi thôi. Organic nhé. Đúng rồi. Tỏi thì cũng từ vườn nhà, bí thì cũng từ vườn nhà. Tỏi cũng là thu hoạch vườn nhà, bí cũng thu hoạch vườn nhà mà toàn loại sạch thôi các bạn ạ. Đấy. Nói chung là đến mùa hè đấy thì khu vườn này nhà mình đấy là các loại rau ăn không hết được các bạn ạ. Nó chỉ có mỗi một điều là khi nó tốt quá rồi đấy thì nó lên một lúc là nó nhiều. Nên là ăn mà không kịp thì nó sẽ già đi các bạn ạ. Thường thường thì toàn trồng này xong rồi là toàn phải mang cho bạn bè nữa mà. Độc nhà mình có bao giờ ăn được nhiều đâu. Đúng rồi. Vừa là nhìn nó rất thích mắt lại vừa là mang tặng cho bạn bè, người ta rất là thích. Đúng rồi. Thực ra đi ra ngoài mua đi chăng nữa thì mua được, không phải là không mua được, nhưng mà nó không có quý bằng cái mà vườn nhà nhà mình trồng xong á. Đúng rồi. Mình thu hoạch cái mình mang mình tặng người ta thích lắm. Vừa tươi xong là các bạn nó biết là hàng sạch luôn, sạch tự nhiên. Đây là rau bí đầu mùa đấy. Đầu mùa năm nay thu hoạch lần đầu. Năm nay thời tiết nó hơi kỳ cục. Đến các cái tầm mà chứ bình thường như mọi năm ăn nhiều lần lắm. Giờ này đã là ăn rất là nhiều rồi, bầu có thứ là nhiều lắm rồi ha. Năm nay bây giờ mới lên được, mới giàn được. Năm nay đấy cơ bản là nó cũng mới chính ra đấy, là nó mới có nắng lên. Nắng và đêm đến nó ấm đấy thì cũng chỉ được khoảng chục ngày thôi. Đấy, còn lúc trước đấy thì là tháng 5 đấy là đã ấm ấm trời rồi, đêm nó không lạnh lắm như bây giờ. Bây giờ đấy mùa này đấy mà đêm đấy thì nó vẫn là đi 12 độ là nhiều các bạn ạ. Đấy, cũng có hôm 10 độ, 11 độ. Những cái này là cái lá bí, cái gọi là cái lá bí đấy các bạn. Thì là nó không có những cái xưa dày như thế kia. Đấy. Cái xào tỏi mình cũng ngon, luộc cũng được. Đúng rồi. Nấu canh cũng ngon. Mình xào tỏi là mình chay, còn không thì cái này nấu cua, bí này nấu cua rất ngon, đúng không? Đấy, luộc cũng được. Luộc ăn rất mát. Làm cái bí này thì nó hơi lâu các bạn ạ. Rất nhiều người thích ăn bí nhưng mà làm thì không làm được đâu các bạn nhé. Người không biết làm, tại vì là không làm sạch cái sơ ấy, thì ăn nó sẽ sơ, sẽ già. Mà đấy mà làm sạch cái sơ ấy, thì ăn nó sẽ rất là ngon. Có cái làm sạch quá thì bà con làm thuê không ai biết làm hết. Làm kỹ thuật đấy, mất thời gian. Nhiều người giờ đâu có thời gian làm.
như nhà mình đông người, mình làm mà sao cậu chẳng thấy có cái siêu thị nào họ bán rau bí đâu? Làm gì có bán rau bí? Đấy, ngọn bí này đấy, gọi là đọt bí đấy. Lâu lâu có trước ấy, lâu lâu nó có lần mà nó cắt ngắn nhưng mà nó già lắm. Nó cắt ngắn lắm nhưng mà nó già. Cận nó bé tí teo ở gầy á, nó không được như thế này đâu. Cái này của mình ngon. Những cái này xào giòn. Các bạn ơi, thế là nhà mình đã nhặt xong rau bí rồi các bạn ạ. Đấy. Một rổ là cận với này ngọn. Còn một rổ này là lá lon. Bây giờ cho mỗi nhà một ít mang về xào các bạn ạ. Các bạn ơi, buổi thu hoạch rau bí và nhặt rau bí của gia đình mình đã xong. Mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn luôn quan tâm theo dõi, đồng hành, ủng hộ kênh của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay và yêu thích thì các bạn cho mình xin một like, một share và nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào, hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye!